Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị thân mến, mặc dù chịu ảnh hưởng sâu sắc của tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, cộng thêm những bất ổn chính trị trên thế giới, đặc biệt là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, song trong 2 năm 2021 và 2022, Hưng Yên đều đạt số thu ngân sách lớn vượt dự toán được giao. Vậy các doanh nghiệp đã nỗ lực trong phục hồi sản xuất kinh doanh và những giải pháp đồng bộ của các cấp chính quyền nói chung và ngành thuế nói riêng nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các tổ chức cá nhân. Đó là nội dung của mục chuyện từ Phú Hiến hôm nay. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Mục tiêu cụ thể, đào tạo nghề cho hơn 6.600 lao động nông thôn làm nông nghiệp, trong đó tập trung đào tạo 280 người nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các hợp tác xã nông nghiệp và đào tạo cho hơn 6.000 lao động nông thôn tham gia các vùng nguyên liệu, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nhằm giảm nghèo bền vững. Kinh phí triển khai thực hiện được bố trí từ ngân sách của tỉnh hàng năm, phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố từ các hoạt động phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và các đề án khác có liên quan. Báo cáo mới công bố của Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 15 tháng 12, thu ngân sách năm 2022 đạt 1,69 triệu tỷ đồng, vượt 19,8% so dự toán, cao hơn đến 78.000 tỷ đồng so với số đánh giá thực hiện cả năm đã báo cáo Quốc hội. Như vậy, ngân sách nhà nước bội thu ước 240.000 tỷ đồng. Còn ngành tài chính đã thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền khoảng 193.000 tỷ đồng. Trong các phương án đề xuất về phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đang trình Quốc hội sửa đổi luật nhà ở năm 2014 theo hướng bỏ quy định yêu cầu bắt buộc chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành 20% quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, bổ sung quy định việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh. Khi lập, phê duyệt quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng thời kỳ phải bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội. Đề xuất đưa thưởng Tết, lương tháng 13 vào nội quy lao động vừa được nêu ra tại hội thảo khoa học do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, khuyến nghị đưa thưởng Tết, lương tháng 13 vào thỏa ước tập thể hoặc quy định nội bộ thành mức thưởng bắt buộc, thực chất là bản cam kết thực hiện nghĩa vụ thưởng. Nhưng khác ở chỗ, người lao động sẽ biết được mức thưởng nếu mình hoàn thành công việc, thay vì hàng năm, doanh nghiệp lại phải đưa ra thỏa thuận, sau đó mới công khai. Theo các chuyên gia, việc đưa thưởng Tết vào thỏa ước lao động sẽ giúp cho việc thực hiện thưởng là bắt buộc, vừa giúp lao động được hưởng đầy đủ các quyền lợi và cũng tạo sự khích lệ trong công việc. Ghi nhận tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng trên địa bàn tỉnh, hàng nghìn mặt hàng thiết yếu cho dịp cuối năm đang được giảm giá từ 30 đến 70% nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Tại các siêu thị điện máy, các mặt hàng như TV, máy lạnh giảm giá sâu lên đến hơn 60%. Nhóm thực phẩm thiết yếu, hàng tươi sống, trái cây nội địa cũng được giảm giá từ 15% đến 30%, bao gồm các sản phẩm như nhóm rau xanh, bắp cải, bí đao, nhóm thịt lợn và thủy hải sản, sườn non, thịt đạp vai, cá ba sa, cá hồi. Để chủ động kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Yêu cầu các đơn vị thành viên ban chỉ đạo chủ động kịp thời nắm bắt, kiểm soát tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, mua bán vận chuyển hàng cấm, sản xuất kinh doanh hàng kém chất lượng. Các đơn vị liên quan cần chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xác định đối tượng, tuyến địa bàn, mặt hàng trọng điểm, thành lập các đoàn công tác liên ngành triển khai nắm tình hình, triển khai các phương án tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra trên các khu vực trọng điểm. Thời gian triển khai kế hoạch từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến 15 tháng 2 năm 2023. Dịp cận Tết, tiền giả không chỉ được giao bán rầm rộ trên mạng xã hội mà kẻ gian thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như đi tiêu thụ tiền giả vào lúc trời chập choạng tối, lợi dụng người bán hàng lúc bận rộn để mua hàng, mua các mặt hàng giá trị thấp để được nhận tiền thật, để tiền giả, tiền thật xen lẫn khi mua hàng nhằm tránh bị phát hiện. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên có thói quen kiểm tra tiền cẩn thận khi nhận tiền từ khách hàng để chủ động phát hiện tiền giả hoặc tiền nghi giả, tăng cường việc thanh toán không dùng tiền mặt qua các ứng dụng thanh toán điện tử tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn. Thưa
quý vị và các bạn, mặc dù chịu ảnh hưởng sâu sắc của tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, cộng thêm những bất ổn chính trị trên thế giới, đặc biệt là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, song trong hai năm 2021 và 2022, Hưng Yên đều đạt số thu ngân sách lớn vượt dự toán được giao. Đặc biệt, năm 2022 là năm có số thu ngân sách so với dự toán được giao và so cùng kỳ cao nhất từ trước đến nay. Góp phần vào kết quả này có sự nỗ lực rất lớn từ phía các doanh nghiệp trong phục hồi sản xuất kinh doanh và những giải pháp đồng bộ của các cấp chính quyền nói chung và ngành thuế nói riêng nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các tổ chức cá nhân. Đó là nội dung của mục Chuyện từ Phú Hiến hôm nay. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt 15.113 tỷ đồng, đạt 148,3% dự toán do Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 15,4% so với năm 2020. Năm 2022, tính đến hết ngày 15 tháng 12, Hưng Yên đã đạt số thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay và vượt xa so với con số dự toán do Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Các tổ chức cá nhân đã rất nỗ lực để phục hồi sản xuất kinh doanh, đóng góp cho ngân sách nhà nước. Vừa qua, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã biểu dương 108 cá nhân tổ chức nộp thuế tiêu biểu năm 2021. Nhiều cái tên đã được kể đến, trong đó có nhiều doanh nghiệp có số nộp thuế lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Lisin Việt Nam tại Hưng Yên, chi nhánh sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Lavi tại Hưng Yên, chi nhánh Hưng Yên công ty cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam, công ty cổ phần Thuận Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn dược Hanvet, công ty trách nhiệm hữu hạn Chapaco Hưng Yên. Mỗi doanh nghiệp có một hướng đi riêng để linh hoạt thích ứng với những diễn biến mới. Về nguyên vật liệu, chúng tôi đã tiên đoán và dự kiến cái mức sản lượng, do vậy là chúng tôi đã có đảm bảo chuẩn bị đầy đủ cái nguồn nguyên liệu từ cái việc nguyên liệu nhập khẩu ở nước ngoài cũng như là các cái nguồn cung trong nước, thì chúng tôi cũng chủ động từ các cái vùng nguyên liệu và cũng các cái nơi cung cấp nguyên liệu có uy tín và cũng có chất lượng trong rất nhiều năm qua, do vậy là cái nguồn cung nguyên liệu thì đảm bảo cho chúng tôi đủ sản xuất. Chúng tôi cũng triển khai các cái phương án sản xuất như là tăng cường làm việc ba tại chỗ trong những cái thời gian mà giãn cách. Số nộp ngân sách của công ty năm 2021 là 9 tỷ đồng và năm 2022 này thì dự kiến cái số nộp ngân sách cũng trên 10 tỷ. Doanh thu thì trong năm 2022 này thì dự kiến là doanh thu cũng tăng trưởng gần 20% so với cái kế hoạch của năm. Các cái vấn đề liên quan đến xăng dầu và các vấn đề liên quan đến than thì đó là một trong những nguyên liệu chính của Thiên Hương. Đồng thời nữa là các nguyên liệu mà nhập khẩu từ các nước châu Âu ấy là mình thấy thậm chí là nó có thể tăng 30, 40, 50%. Khó khăn nhất trong cái vấn đề nhập khẩu thì bọn mình dùng cái chính sách là tích lũy. Cho đến thời điểm cuối năm thì các cái vấn đề mà liên quan đến giao thương nó sẽ bị đơn giản hơn. Thì khi đó bọn mình sẽ giảm cái vấn đề đấy xuống và mục tiêu chính của Thiên Hương là có thể có những cái sản phẩm mà có chính sách giá tốt nhất cho người tiêu dùng. Thì đấy là điểm của Thiên Hương đang làm được. Cũng không thể không nhắc đến sự đóng góp của những doanh nghiệp đã triển khai các dự án bất động sản lớn, đóng góp nguồn ngân sách rất lớn cho tỉnh. Như việc triển khai hai dự án là khu đô thị Đại An và Dream City đã đóng góp trên 27.000 tỷ đồng cho ngân sách năm 2022. Hay việc công ty cổ phần bất động sản Ecopark Nomura nộp trên 600 tỷ đồng cho ngân sách năm nay. Bên cạnh sự nỗ lực trong phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thì không thể không nhắc đến những chính sách hỗ trợ kịp thời của chính phủ, địa phương và những nỗ lực cải cách của ngành thuế. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, chương trình đã có cuộc trao đổi với bà Doãn Thị Oanh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế tỉnh. Vâng, thưa bà, là trong thời gian vừa qua thì trước việc các doanh nghiệp cũng gặp khá nhiều khó khăn do tác động sâu sắc của dịch bệnh COVID-19 cũng như là những tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine đã tạo ra cái sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng, thì ngành thuế đã có những cái giải pháp như thế nào, đặc biệt là vấn đề cải cách thủ tục hành chính để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp ạ? Thứ nhất là đối với ngành thuế thì chúng tôi là quan tâm đến công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền bằng rất nhiều hình thức. Trong đó thì thứ nhất là có thể là người nộp thuế trực tiếp đến cơ quan thuế và chúng tôi sẽ hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế. Thứ hai là chúng tôi có thể là trả lời qua điện thoại khi người nộp thuế có những vướng mắc mà gọi đến cơ quan thuế, thì chúng tôi đã có một bộ phận luôn túc trực để trả lời và hỗ trợ người nộp thuế. Thứ ba là chúng tôi hỗ trợ người nộp thuế qua các cái kênh thông tin điện tử như Zalo, Facebook và đặc biệt là chúng tôi tuyên truyền qua 479 kênh của liên quan của các cái cơ quan thuế, hỗ trợ trên 479 kênh của ngành
và tất cả các văn bản chính sách thuế mới năm 2022 đã được chúng tôi tuyên truyền qua các cái phương tiện thông tin điện tử. Và một kênh hỗ trợ nữa là chúng tôi trả lời các vướng mắc về chính sách thuế với người nộp thuế khi mà người nộp thuế gửi công văn đến cơ quan thuế, và chúng tôi cũng đã trả lời cho doanh nghiệp được kịp thời. Thưa bà, là các doanh nghiệp thì cũng đánh giá rất cao việc triển khai thành công chương trình hóa đơn điện tử. Xin bà có thể cho biết rõ hơn về chương trình này ạ? Cục thuế đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo áp dụng hóa đơn điện tử do một đồng chí phó chủ tịch phụ trách khối kinh tế làm trưởng ban. Và chúng tôi cũng thành lập các cái tổ giúp việc ban điều hành hóa đơn điện tử. Và trong cái thời gian mà hỗ trợ người nộp thuế chuyển đổi hóa đơn điện tử thì chúng tôi đã cử cán bộ là trực tiếp để hướng dẫn và tiếp nhận các cái văn bản đề nghị áp dụng hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế. Thì cục thuế cũng quản lý một cái đối tượng người nộp thuế cũng khá lớn, nên là những cái ngày cuối mà chuẩn bị là đến ngày mùng 1 tháng 7 là cái thời hạn cuối cùng phải thực hiện hóa đơn điện tử, thì cái lượng người nộp thuế gửi cái văn bản đến cơ quan thuế rất là nhiều, và cũng đôi lúc có những lúc cũng còn bị nghẽn về cái đường truyền. Nhưng chúng tôi cũng đã cử cán bộ là hỗ trợ đến 11, 12 giờ đêm để cùng đồng hành người nộp thuế. Đối với hóa đơn điện tử thì khi áp dụng thì rất là thuận lợi cho các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp mà chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế thì khi mà người nộp thuế có mua bán hàng hóa với nhau thì họ đều có thể tra cứu được trên hệ thống điện tử để biết được cái hóa đơn của mình đã được xuất bán, bên bán thì xuất chưa, và bên nhận thì cũng nhận được trực tiếp trên cái hệ thống điện tử, và rất tiện thuận tiện cho người nộp thuế. Và cái hóa đơn điện tử này nó cũng là một trong những cái cơ sở để xác định nguồn gốc hàng hóa đối với người dân khi sử dụng, cũng như là đối với doanh nghiệp là khi sử dụng những hàng hóa đó thì được chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Khi mà người dân nhận hóa đơn điện tử thì cũng có được quay thưởng để trúng thưởng. Chúng tôi cũng đã tổ chức là 2 đợt quay thưởng, và cái số quay thưởng thì cũng người dân cũng rất là phấn khởi. Và khi mà biết được lợi ích của cái việc sử dụng hóa đơn điện tử này thì người dân sẽ tích cực hơn trong cái việc là khi mua hàng và yêu cầu đơn vị bán hàng phải xuất hóa đơn cho mình. Và đó cũng là một trong những thuận lợi để cơ quan thuế rất là thuận tiện trong cái việc quản lý doanh thu đối với doanh nghiệp. Bên cạnh hàng loạt những giải pháp đó thì việc ngành thuế thực hiện các chính sách giãn thuế cũng đã tạo điều kiện khá nhiều cho các doanh nghiệp có cơ hội để khôi phục sản xuất kinh doanh. Xin bà có thể cho biết rõ hơn về điều này. Trong năm 2022, ngành thuế đã kịp thời triển khai các gói hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ đến cộng đồng, người dân và doanh nghiệp. Như là Cục thuế đã gia hạn được 5.062 tỷ đồng tiền thuế đất theo Nghị định 34 của Chính phủ, và đã giảm được 1.646 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15 của Chính phủ, và giảm được 200 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết 18 của Quốc hội và Nghị quyết 20 của Quốc hội, và giảm 70 tỷ đồng tiền lệ phí trước bạ theo Nghị định 103 của Chính phủ. Vâng, rất là cảm ơn bà đã dành thời gian trao đổi với chương trình ạ. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau. Nơi linh khí ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa, nâng cao tầm công nghệ, tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới. Gốm đất Việt, gạch ngói không rêu mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.